chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của Hiếu Đồng Thanh nha. Thì hôm nay mình có dịp mình ra chỗ anh Văn nhà nông á. Thì bữa trước ảnh có mua cái chiếc máy cài TA275 nè, Isuzu TA275 chỗ anh Hiếu Đồng Thanh đó cả nhà. Thì qua quá trình sử dụng thì mình thấy cũng hoạt động cũng rất là tốt, cho nên mình quay cái clip này mình gửi đến anh Hiếu Đồng Thanh cho tất cả quý bà con cùng xem luôn ha. Thì hiện tại thì anh Văn nhà nông đang chạy cái con TA275 này nè, đi chụp dập. Thì để xíu nữa anh Văn nhà nông ảnh lại đây rồi mình hỏi anh vài câu coi cái xe có hoạt động tốt không cả nha. Thì anh Hiếu anh cũng quan tâm chăm sóc đến khách hàng á, thì anh mới gọi lên hỏi mình chiếc xe có hoạt động có ok không, thì mình mới quay cái clip này mình gửi cho ảnh luôn. Thì nói chung thì mình thấy thì anh Văn nhà nông hoạt động bữa giờ thì cũng khá ổn, khá ok luôn. Thì ảnh cũng tiến gần tới rồi, thì anh tới cái mình sẽ hỏi ảnh vài câu về cái máy móc ha. Chơi xíu ở đây ra hỏi ông cái máy cài TA275 này hoạt động ok không? Mượt lắm hả? Lấy nhẹ nhẹ. Thì bữa xe mình lấy chỗ anh Hiếu mà đúng không? Ừ, đúng rồi, cái bữa xuống phải của anh Hiếu Đồng Thanh nè. À. Anh Hiếu Đồng Thanh thì có cái tên cửa hàng ở Long Tư Cơ Bình Chánh đó. À, Bình Lức Long An ha. Ừ. Nói chung mình nghe tiếng máy đồ hoạt động thấy im quá. Nói chung là cái dòng này nó chạy nó mượt lắm, tại vì nó bất kêu, ít không dòng. À. Chở hao dầu lợi dầu ha. Thì qua cái quá trình sử dụng á thì thấy máy móc cũng còn yên ổn lắm cả nhà. Công là hôm nay chạy cũng 3 triệu tiền dầu rồi, nhưng mà coi máy móc là nước duy nhất là không hao. À, nước nhất không hao. Không hao khỏi nguyên. Thì như vậy là mình nói chung mình mua máy móc bên cơ sở của anh Hiếu thì cũng ok đúng không? Rồi nói chung là nó bị trục chặt cái men. À. Do là cái mình mua lâu rồi, nhưng mà mình không có sử dụng tới á. À. Xe chưa hoạt động, chưa có làm thì không rồi cái mình đi thưa đó nó bận quá đi. Cái chừng mình muốn về xới cái nó bị trục chặt cái men mình ra, nếu mà sửa không có được cái hộp điện nè. Mình mới điện bên anh Hiếu mới lên đậu cài đỡ cái men cơ này. À. Như vậy là anh Hiếu là lên tới trên đây bảo hành luôn đó hả? À đúng rồi. Đầy đủ với anh Danh. À, anh Hiếu với anh Danh là anh Danh là bên kỹ thuật. À, trực tiếp lên trên tới trên mình luôn. À, trực tiếp lên anh hỗ trợ sửa nói chung là miễn phí. À, sửa miễn phí nói chung là bảo hành luôn á. Thì vậy rồi thấy cái sự uy tín của ảnh là cũng khá là cao ha. Nói chung thì phải mình khi mà xe YouTube mình cũng nói với anh em ngoài, xe thì có hàng bán rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà mình lựa chọn cái cửa hàng uy tín thì để mình mua. Đúng rồi. Mình tính nông dân giờ bỏ ra 100 triệu rồi số tiền không nhỏ. Đúng rồi, số tiền khá là lớn chứ. Rất là khó kiếm, thành ra mỗi lần mình mua mình phải lựa những nơi uy tín đó. Đúng rồi. Có dự trục trặc thì người ta có thể hỗ trợ cho mình, phần nào cũng đỡ. Đúng rồi, chính xác. Chứ giờ mà mua rồi mà nó không hoạt động được thì bực lắm. Ví dụ mà như cửa hàng khác đi chăng nữa không? Khi mua xong đó, rồi bây giờ em mua về cũng vậy, cái người ta nói giờ anh mua rồi thôi, tôi chưa hết trách nhiệm, mình làm gì được. Tức là giao xong rồi hết trách nhiệm. Ví dụ vậy đi, ý là mình nói ví dụ vậy. Thì mình cũng bó tay chứ làm gì được. Mình bỏ tiền túi ra mình sửa chứ bây giờ biết sao. Như vậy là nói chung là bên ảnh là vậy là tốt quá rồi. Thì mình thấy nói chung là cũng hợp lý. Nhưng mà giá cả giờ cái chăm sóc khách hàng nói chung là thấy là khá ok. Anh cũng có hai điện lên hỏi thăm anh không? Điện hoài. À, vậy là cái ảnh cũng chăm sóc khách hàng cũng dữ ha. Thì nói chung á, mình bán bây giờ thứ nhất mình muốn bán á, mình cần tiền. Tính mới là quan trọng. Đúng rồi. Chứ mà tiền ai cũng cần. Nhưng mà cái chữ tính mới là quan trọng. Thay vì mình bán được một chiếc mà mình không cho cái khách hàng đi chăng nữa, nhưng mà trục trặc thì nó cũng mất mối là ngày đầu một chiếc không giờ ai mua được. Đúng chính xác. Qua cái video này thì mình cũng muốn nói đến tất cả bà con ha, quý bà con là
cái nông ngư cơ Bình Chánh á, bên chỗ anh Hiếu á, thì nói chung là buôn bán rất là uy tín luôn. Hàng quá thì xe, ok. Bên anh Hiếu xe về nhiều lắm, thì tại vì nói chung là mình cũng đang bận nè. Thì có khi bữa nào để mà có dịp thì mình xuống được trực tiếp hay hơn. Còn nếu mà mình không xuống được thì mình có thể chắc nhà anh vẫn không an quá. À. Để quay một đoạn clip á. Mình gửi lên ha. Cái chân của mình để cho bà con xem, anh em mình xem khảo. Đó, thì hôm nay mình chủ yếu là mình quay lại cái con TA275. Thứ nhất là test lại cái mức độ sử dụng của nó, với lại là xem nó có ổn không, và hỏi trực tiếp anh dân nhà nông, ảnh là chủ sở hữu của chiếc xe, thì ảnh có những cái nói chung là sử dụng rồi thì ảnh sẽ thấy những cái lỗi hay cái gì đó thì ảnh sẽ nói luôn cho mình biết luôn. Thì qua đây thì anh sử dụng anh thấy nó có cái gì nó trục trặc hay là lỗi gì không? Không, nói chung là hôm nay về là chỉ có cái ban thôi. À, trục trặc giai đoạn ban đầu thôi. Nhưng mà bên anh Hiếu với anh Danh lên là khắc phục cho luôn rồi đúng không? Miễn phí luôn ha. Giờ là mình chỉ xài thôi. Thì là nói chung là ok. Cái này biết sao không? Cái dốc dáng nó nhỏ, ngắn gọn, nó rất là phù hợp với cánh đồng mình nó nhỏ đây. Đây là như kênh quay mấy miếng này là bé bé không à? Đúng rồi, cái ô bé không? Đó, miếng như cái này bé không? Nó ngắn đòn cho nên là chạy rất là hợp lý hả? Nhẹ nhàng lắm ha. Đúng rồi, một cây bẻ nhẹ nhàng luôn vậy. Rất là nhẹ nhàng ha. Đủ anh ti mà bẻ lái vậy là quá nhẹ đó. Tháng ngon lắm hả? Ngon ăn lắm hả? Rất là nhẹ luôn, nhất cái giò là nó ăn rồi. Cái giò mà kêu cái két. Những cái dòng là cua ba đời trước đó là nó hay kêu cái két cái két. Là bố ngoài bố khô. Này là nó xài là 4 mét. Bố là 5 dầu. Có những cái ưu điểm, nhược điểm mà anh dân ngày năm ảnh sử dụng là ảnh như là ảnh nói lại chia sẻ lại tất cả mọi người mình cùng xem cùng biết ha. Cái dàn bố thắng thì xài khỏi rồi. Ok ha. Rất ok. Xe của ông em nó mua hôm nay xài gần 10 năm thì chưa thấy gì luôn. Tại sao cái dòng tên lợi? Dòng này cũng y như cái dòng tên lợi thôi, nhưng mà cái qua đời sau. Thì trên đây thì anh Văn nhà nông ảnh chia sẻ những cái ưu nhược điểm của con TA275 cả nhà. Thì mình cũng không làm phiền ảnh nữa để cho ảnh đi trục giặt cái ô ruộng chó xong. Thì qua đây mình cũng gửi đến tất cả bà con ha, chia sẻ của anh dân nhà nông về cái máy cày TA275. Kính chúc quý bà con xem video và mua được một con máy cày ưng ý bên anh Hiếu Đoàn Thanh nha cả nhà. Thì bây giờ tụi mình xin kết thúc chương trình clip này tại đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn tất cả mọi người, gặp lại tất cả mọi người nha.